một mảnh đất mà có cái tầm nhìn nó thoáng mà nó đẹp là một cái điểm cộng rất là tốt luôn nhé anh chị. Hiện tại thì Hiệp đang đi khảo sát một cái vị trí, không biết anh chị có đoán được cái vị trí này là cái gì hay không ha. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Thì trong cái video ngày hôm nay, Hiệp chia sẻ với anh chị cái hành trình đi kiểm tra, đi khảo sát đất, chứ không có cái mảnh đất nào hôm nay được bán. Nếu anh chị đang tìm kiếm một cái mảnh đất để hôm nay anh chị có thể mua hay không thì có lẽ anh chị sẽ thất vọng 50%, và anh chị hãy tiếp tục theo dõi trong video là anh chị sẽ hiểu là tại sao anh chị thất vọng chỉ có 50% nha. Chia sẻ với anh chị luôn là hiện tại Hiệp đang đứng ở ngay cái mép đường cao tốc này anh chị nè, ở xe cộ máy ủi máy xúc máy đào ở bên kia nhiều lắm, và hôm nay Hiệp chọn một cái vị trí để đi khảo sát. Phải nói là cái vị trí này cái view nó thoáng nó đẹp lắm anh chị ạ. View nó thoáng nó đẹp, và đây là lần đầu tiên Hiệp đưa những cái hình ảnh ở cái đường dân sinh khu vực này lên trên kênh của mình cho các anh chị theo dõi. Như anh chị biết rồi, cái cao tốc ở Phan Thiết nó làm có nhiều đoạn nó gắn 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 vô nhau, và về phần giải phóng mặt bằng thì gần như là giải phóng ok hết rồi anh chị ha. Giải phóng ok hết rồi, và có chỗ làm được nhiều, có chỗ làm được ít rồi, nhưng mà nó thành hình hết rồi và cố gắng đi vào vận hành vào cuối năm nay. Quay trở lại cái câu chuyện là mình bất động sản mình có kiếm được cái gì hay không thì phải nói vui như vậy, tức là mình có khai thác được cái thông tin, khai thác được cái dấu hiệu tích cực này hay không. Và hôm nay Hiệp đi đi khảo sát ở đây, và Hiệp sẵn Hiệp chia sẻ luôn cho các anh chị cái vị trí ở đây. Đương nhiên trong quá trình Hiệp làm bất động sản ai cũng muốn bán thôi anh chị, nói thẳng luôn là ai cũng muốn bán, nhưng mà mỗi người sẽ bán theo một cách khác nhau. Nhưng mà cái cách của Hiệp là cố gắng mang lại giá trị lớn nhất, tốt nhất và bền vững nhất cho các anh chị đầu tư, đặc biệt những anh chị đã theo dõi mình rồi, đã yêu quý và ủng hộ mình rồi, thì mình sẽ phải cố gắng nhiều hơn nữa. Hiệp đang đi lên trên cái chỗ đoạn đường cao tốc này nè, có thảm nhựa rồi nè anh chị nè, đó anh chị thấy không, rải thảm nhựa rồi, đương nhiên sắp tới họ sẽ rải tiếp nha, nhưng mà đây anh chị thấy nè, thảm nhựa nè, Hiệp đang đi trên thảm nhựa luôn, rộng thênh thang đẹp, và nó sẽ kết nối vô từng đoạn với nhau. Đây nè anh chị nhìn đẹp chưa, ôi cái view ở chỗ này đẹp lắm nha anh chị. Thực ra thì đương nhiên rồi, trong quá trình đi làm Hiệp phải đi liên tục như vậy đó. Đó là lý giải một phần là tại sao anh chị nói là đến công ty, nhưng cuối cùng đến công ty không có Hiệp, bởi vì làm đất dân anh chị, làm ở ngoài mà, nếu mình chỉ ngồi ở công ty không, nếu mình ngồi một chỗ không thì không không giải quyết được vấn đề nhiều nha anh chị. Khó lắm, mình không có kiểm soát hết mọi thứ và mình không biết xung quanh mình diễn ra cái gì, cho nên là Hiệp buộc phải đi. Và nếu anh chị để ý một chút xíu thì anh chị thấy là giờ này là giờ chiều rồi nè, giờ chiều rồi mà vẫn ở cái chỗ cao tốc này để chia sẻ cho anh chị. Một là chiều quay thì nó dễ hơn buổi trưa, mặc dù ánh sáng nó không đẹp. Thứ hai nữa là cái lúc này là công nhân bắt đầu, một số cái công nhân họ nghỉ rồi, mình dễ vào cái chỗ công trình để chia sẻ với anh chị hơn. Anh chị có thể nhìn cái view buổi chiều này, Hiệp thấy cũng rất là đẹp ở cái đoạn này. Vậy thì nếu mà cách đây một khoảng thời gian ngắn mà Hiệp nói anh chị là anh chị ơi em mua cái chỗ này đi, thì Hiệp nghĩ là sẽ có rất là nhiều anh chị sẽ nói là cái chỗ này nó vắng vẻ như vậy, mua sao mua, đúng không ạ? Và đến thời điểm này nó vẫn còn vắng nha, đến thời điểm này nó vẫn còn vắng. Nhưng mà trong bất động sản á, thì Hiệp thấy là cái tầm nhìn anh chị, cái hoạch định của mình, tầm nhìn và hoạch định là hai cái thứ nó cực kỳ quan trọng, có thể gọi là cốt lõi luôn á. Bởi vì như thế này nè anh chị, đất đẹp như thế này, giá hiện tại Hiệp chia sẻ giá hiện tại cho anh chị biết luôn, khoảng 100 mấy 200 ngàn một mét vuông, mà con đường nó to, phải nói là to to lắm. Đương nhiên là con đường này là con đường dân sinh nè, để Hiệp quay con đường dân sinh cho anh chị hiện tại nè, đó nó to ghê chưa anh chị, to chưa, và vị trí này đẹp ghê chưa, vị trí này rất là đẹp. Vậy thì dễ gì có anh chị, dễ gì có. Mà từ cái chỗ Hiệp đứng đây nè đi về đến Phan Thiết thì tầm cỡ có mười mấy km thôi anh chị, mà cái con đường, cái vị trí, cái view nó đẹp như thế này nè, cho nên là hôm nay Hiệp chia sẻ luôn để cho mọi người. Còn anh chị có duyên mua được từ đâu hoặc là mua giá rẻ hơn nữa thì anh chị thụ hưởng thôi, cái đó là bình thường. Chứ trong quá trình Hiệp làm á, ngoài việc là Hiệp chia sẻ những sản phẩm mình lên để mình bán, anh chị Hiệp là doanh nghiệp bất động sản mà phải chia sẻ sản phẩm để bán đó là chuyện bình thường, thì Hiệp cũng chia sẻ những cái thông tin, những kinh nghiệm, những kiến thức. Ví dụ như anh chị ở một cái vùng khác, làm sao anh chị hiểu được kỹ hơn và nhiều ở những cái vùng như thế này anh chị,
Hiệp là người ở đây, Hiệp sẽ nắm được nhiều cái thông tin, mình biết được nhiều cái thứ nó hay, nó tốt. Thì mình không có giấu anh chị, Hiệp không có giấu cho bản thân mình, mà Hiệp hay đi chia sẻ lại cho những người khác, cho những anh chị xem cái kênh của Hiệp á, có được cái kinh nghiệm nè, có được cái tầm nhìn nè, có được cái thông tin tổng quan á anh chị, cái thông tin tổng quan á. Rồi anh chị đi mua, anh chị vẫn trúng bình thường ha anh chị. À, thì cái duyên mình đến đó thì mình đạt đến đó anh chị. Cho nên là không có việc gì mà mình phải giấu. Đó là tư duy làm của Hiệp là như vậy. Một là mình phải làm đúng, hai là mình chia sẻ những cái giá trị tích cực. Cho nên cũng là lý giải là làm thật ăn thật, đó là một vấn đề. Lý giải thứ hai nữa là anh chị cứ hỏi là Hiệp đang ở đâu thì anh chị thấy Hiệp di chuyển liên tục, hết chỗ này đến chỗ kia, rồi hết phòng công chứng, rồi đủ các kiểu trên đời, rất nhiều vị trí, rất nhiều cái thứ mà mình phải làm. Cho nên là anh chị, một số anh chị mà cứ ra đến Phan Thiết rồi mà không gặp được Hiệp là do anh chị không có sắp lịch từ trước, thì chắc chắn là gần như chắc chắn là không thể gặp được rồi. Ở đây không có nói đến cái yếu tố là nó không tích cực nha anh chị, nhưng mà anh chị đi làm việc cũng vậy, anh chị cũng sẽ lên lịch, lên schedule, lên cái bản kế hoạch làm việc. Thì Hiệp cũng có rất là nhiều đầu việc phải làm, nên chia sẻ đây để anh chị thông cảm nha, chứ không phải là Hiệp khó khăn gì đâu. Khó khăn cũng làm gì được cái gì đâu anh chị, khó khăn để làm gì, quan trọng là mình làm được cái gì cho mọi người thôi, chứ khó dễ làm gì đâu anh chị. Hiệp không có nhu cầu nha, cũng chia sẻ thẳng vậy đó. Đây anh chị nhìn thấy bối cảnh xung quanh đây đẹp không? Phải nói đẹp thiệt đó chứ, buổi chiều ở đây nhìn sướng mắt luôn á. Và còn nhiều yếu tố khác nữa anh chị, còn nhiều yếu tố khác nữa. Mình đi để mình nắm, mình đi để mình hiểu xung quanh mình đi để mình biết là nhân viên mình khảo sát có đúng hay không. Nhưng vừa rồi á, Hiệp có một cái miếng đất ở quốc lộ 28 đẹp lắm anh chị, sát bên chợ luôn, cách chợ có một căn nhà là đến chợ rồi anh chị. Ở chỗ đó kinh doanh buôn bán là ngon lành luôn, mà giá nó rẻ lắm. Hiệp cho nhân viên đến khảo sát ngon lành hết rồi, kiểm soát mọi thứ, có sổ mang về đầy đủ hết anh chị. Nhưng mà khi mà Hiệp đến để Hiệp kiểm tra lại lần cuối để mình có thể là mua hoặc mình đưa lên kênh á, thì mới phát hiện ra một cái điều là có một cái sự tranh chấp. Mặc dù á là cái người đang sở hữu cái bất động sản này họ đúng anh chị, họ đúng, họ là người đứng tên, họ ở đó mấy chục năm trời rồi, sổ của họ hẳn hoi cũng mới được cấp. Nhưng mà có một cái vấn đề là Hiệp chia sẻ để anh chị cũng lấy luôn làm kinh nghiệm luôn, là cái cô hàng xóm cách đó một căn nha, chứ không liền kề, cách đó một căn lại nhảy qua là muốn tranh chấp cái bất động sản này. Cái nguồn gốc bất động sản là từ xưa cha ông để lại, và cái cô hàng xóm và cái nhà đang bán là có quan hệ về ruột rà anh chị, có quan hệ họ hàng với nhau. Rồi bây giờ là xảy ra cái chuyện là tranh chấp. Nhưng mà nếu mà xét về cái mặt sở hữu thì cái nhà này hoàn toàn đúng anh chị. Nhưng mà chẳng qua bây giờ có nhiều lúc mình nói nó hơi quá, chứ còn con gà ghét nhau tiếng gáy, hoặc là thấy cái thằng đó, con đó nó chướng mắt mình phá nó chơi, nó chướng quá, nó không thích nghe lời mình, nó thế này thế nọ, nhìn nó là mình gai, ví dụ vậy anh chị. Người dân mà có người này người kia, cho nên là mình không thích mình phá nó. Thằng nào đến mua thì tao nói là tao đang tranh chấp, tao kiện khỏi mua luôn, ví dụ là như vậy. Cái chuyện đúng sai Hiệp chưa bàn đến, mà cái chuyện là mình đi làm, mình thực tế thì mình mới biết được là những cái tình huống nào nó thường diễn ra. Mình sẽ có nhiều kinh nghiệm, có nhiều cái sự trải nghiệm khác nhau, kinh nghiệm và kiến thức mới giúp đỡ được bản thân mình và người khác ha anh chị. Chứ còn không có là muốn giúp cũng giúp bằng cách nào. Đó là cái câu chuyện thật. Thì mới hôm qua thôi Hiệp đến, Hiệp thấy cái miếng đất nó ngon quá, có thể kinh doanh được, có thể đầu tư được, có thể ở được, có thể làm cái gì cũng được hết trơn, vì sát chợ và cái chợ rất là nổi tiếng. Cuối cùng là chỉ vì một cái lỗi nhỏ nhặt là cái cô đó, cô không thích cái thằng này, là cái vai cháu không thích cái thằng cháu này, cho nên là phá chơi gì đó phá. Cho nên là nếu xét về mặt luật pháp thì vẫn mua được và cấm mất được. Nhưng mà một số anh chị bỏ tiền ra mà cảm thấy cái sự nó hơi rườm rà một chút xíu, nó hơi phức tạp một chút xíu, thì đôi lúc là lo lắng. Chứ Hiệp không có đưa cái miếng đó lên, chứ Hiệp thấy nó ngon. Đó, chia sẻ anh chị là cái câu chuyện là như vậy. Cho nên là những cái tình huống xảy ra liên tục thì mình đi, mình sẽ va chạm và mình phát sinh ra những tình huống liên tục như vậy. Thì làm sao mà có thời gian để mà làm những cái việc khác anh chị ha. Cho nên là trong quá trình Hiệp đi làm á, Hiệp đi liên tục ở ngoài đường, nó là như vậy anh chị, và không xác định chính xác 100% được. Ví dụ Hiệp hẹn với anh chị là đầu giờ chiều Hiệp sẽ gặp anh chị, bằng mọi giá phải sắp xếp cái công việc của mình để đầu giờ chiều hẹn gặp anh chị. Nếu công việc nào đang làm lỡ dở mà chưa giải quyết xong, Hiệp sẽ nhờ người khác, và Hiệp phải
cố gắng giữ lời hứa. Cho nên là một số anh chị nói là mới ra nè, cầm tiền đây nè, chạy đến đi. Thì nếu lúc đó Hiệp đang không có cuộc hẹn, thì Hiệp sẽ đến. Có thể Hiệp sẽ đến nha anh chị. Còn Hiệp đã hứa, đã có cuộc hẹn với một anh chị nào đó rồi, mặc dù anh chị đó không biết có tiền không có tiền, nhưng Hiệp đã hẹn thì Hiệp phải giữ cái lời hứa của mình anh chị. Phải giữ cái lời hứa của mình, chứ Hiệp không thể sai cái lời hứa của mình được. Bởi vì anh chị thử tưởng tượng là bây giờ Hiệp sai lời hứa của một người A nào đó để chạy đến chỗ anh chị, vì anh chị có nhu cầu đang cầm tiền để mua. Nếu mà chạy theo vậy thì sẽ có một người cầm tiền nhiều hơn ngồi đợi, Hiệp lại tiếp tục bỏ anh chị đi, và cuộc sống nó không có đúng nha. Nó không có đúng với bản chất sống của Hiệp, nó không đúng phương châm sống, cho nên Hiệp làm không được. Đó, thì cũng chia sẻ qua như vậy. Còn một số anh chị thì mua đất chỉ cần diện tích và giá. Nếu anh chị chỉ cần diện tích, giá và vị trí thì anh chị có thể lên fanpage của Hiệp á, fanpage người tốt bán đất, hoặc anh chị coi TikTok người tốt bán đất, hoặc những cái video short á, Hiệp làm những cái video short cho anh chị xem thì nó rất là nhanh. Nó chỉ dưới một phút thôi, hoặc anh chị đọc lướt qua cái thông tin thôi để anh chị có thể ra quyết định được rồi. Nếu anh chị có những cái kỹ năng rất là tốt, chỉ cần coi những cái thông tin sơ bộ anh chị có thể ra quyết định được, thì anh chị có thể xem những cái kênh như vậy nha anh chị. Còn một số trường hợp, ví dụ như là khi mà Hiệp đi làm quay một cái miếng đất nào đó đi, thì Hiệp sẽ chia sẻ về cái cách làm, chia sẻ về cái phương pháp kinh doanh của mình, chia sẻ về những cái thông tin liên quan, chia sẻ về cả thị trường. Và nhiêu đó thật ra Hiệp thấy vẫn chưa có đủ anh chị. Tại vì cái tài sản bất động sản là tài sản lớn, mà mình chia sẻ vậy trong vòng 15 phút, 20 phút, thậm chí 30 phút luôn cũng không đủ anh chị. Một số anh chị mà muốn coi ngắn gọn thì lướt qua nha, lướt qua. Đó, thì cũng chia sẻ với anh chị là câu chuyện là hôm nay đi khảo sát một số cái mảnh đất. Đương nhiên đáng lẽ là đưa lên cho anh chị một số cái mảnh đất khác ở ngoài kia, mà các bạn nhân viên đi về sau khi lấy thông tin rồi đi về thì nó cũng không có đạt một số cái tiêu chuẩn của Hiệp. Và trong khi hôm nay mình đi thực địa khảo sát ở khu vực này thấy nó đẹp quá anh chị. Đó, để chia sẻ với anh chị là đây là cái khu vực ven đường cao tốc nè, hai bên đường cao tốc nè anh chị, đường dân sinh. Tóm lại nếu anh chị đã xem đến đây rồi thì Hiệp sẽ chia sẻ anh chị một cái nội dung, một cái chiến lược cực kỳ quan trọng ở trong đầu tư bất động sản, mà có thể gọi là tỷ lệ thắng là cực kỳ cao luôn nha anh chị. Đó là anh chị mua đất rẻ. Ở trước đây Hiệp đã chia sẻ một vài lần rồi, nhưng mà hôm nay Hiệp sẽ chia sẻ lại ngắn gọn nhưng nó hiệu quả cho anh chị lắm nha. Chỉ dành cho những anh chị nào mà coi đến đây thôi, đoạn cuối thôi, là những miếng đất mà nó cực rẻ như thế này nè anh chị nè, mà nó có đường có xá như thế này nè, khả năng thắng gần như chắc chắn anh chị, khả năng thắng gần như chắc chắn. Nhưng với một điều kiện cơ bản thôi, là anh chị coi như để tiền tiết kiệm mình không dùng đến, tiền này có thể đầu tư lâu dài được, thì anh chị chơi những mảnh đất này nè, vào những mảnh đất kiểu như thế này thì anh chị gần như chắc chắn thắng. Bởi vì sao? Những cái mảnh đất mà giá tận cùng của cái rẻ mạt rồi anh chị, mà nó còn có đường đi nữa, thì chưa giờ anh chị thấy có mảnh nào mà nó bị rớt không? Không bao giờ có cái chuyện bị rớt. Nếu thống kê ra, anh chị sẽ thấy đâu đó có những mảnh tăng 5, tăng 10, thậm chí nhân 20 lần trong một khoảng thời gian. Anh chị cứ để ý thử coi, rất nhiều người nhân hàng chục lần trong một khoảng thời gian ngắn nhờ phương pháp đầu tư này. Chứ còn người mà bị rớt, trừ trường hợp là anh chị mua đất không có giấy tờ mới bị rớt nha anh chị, bị thua là chỉ có mua đất không có pháp lý thôi. Còn có giấy tờ sổ sách, nói thật với anh chị, giá đền bù của nhà nước nó còn cao hơn nữa. Giá đền bù còn cao hơn nha anh chị, chứ không phải là giá đền bù là nó thấp hơn. Mặc dù đây là cái công trình phục vụ cho lợi ích của người dân đó, phục vụ cho an ninh quốc gia và phát triển kinh tế, thì đáng lẽ là đền bù thấp đúng không ạ? Nhưng giá đền bù nó còn cao. Thì có xét về giá đền bù thì mình vẫn thắng, chứ không có lỗ ha anh chị nha. Còn trong cái trường hợp mà họ làm đường, cái hạ tầng nó thay đổi anh chị. Ví dụ những cái view này rất là đẹp nè. Sau này mình có thể kinh doanh làm rất là nhiều thứ khác nhau ở những cái khu như thế này anh chị. Thì cái lúc này mình chỉ có tăng giá nữa thôi. Đó là Hiệp đang nói là nó không có một cái ông lớn nào, không có một cái dự án nào phát triển ở khu vực này ngoài cái đường cao tốc này. Chứ còn nếu mà đường cao tốc xong rồi, giao thông nó trở nên thuận tiện, giá đất khu vực này nó còn rẻ, một cái ông nào đó ông nhảy vô, ông mua những cái mảnh đất xung quanh đây, ông gom đất để ông làm một cái dự án nào đó, dự án chăn nuôi hay làm bất cứ một cái gì du lịch các kiểu, thì lúc này ổng sẽ phải ngồi lại ổng đàm phán với mình
để mình bán cho ổng cái mảnh đất. Và lúc này cái giá tiếp tục tăng lên nữa anh chị, mà tăng tăng nhiều luôn. Và đó là cái câu chuyện như là ở khu vực Tiến Thành, thành phố Phan Thiết anh chị, chỗ Nova World nó đang làm á. Trước đây đất nó cũng kiểu này anh chị, nó cũng có vài trăm ngàn mét á, đâu ai thèm mua. Nhưng những người mua bỏ tiền vô đó để dành, tầm nhìn của họ là 5, 10 năm, 20 năm để dành ở đó, coi như là thay vì mình để tiền tiết kiệm thì nó sẽ bị mất giá anh chị, trượt giá khủng khiếp, thì họ vứt vào đó họ để dành. Họ vẫn giữ cái quan niệm là đất thì không tăng mà con người thì tăng, thì kiểu gì kiểu về bền vững. Và những cái nước đang phát triển như Việt Nam mình sẽ là nắm giữ bất động sản vẫn đến thời điểm này vẫn cực kỳ ngon. Thì những cái người mua đất cái kiểu đó ở khu vực Tiến Thành ngay Nova, họ thắng lớn hết rồi anh chị. Bây giờ họ bán hàng trăm tỷ, có những mảnh đất lớn họ bán đến vài trăm tỷ. Thì có nhiều người làm cả đời, kinh doanh cả đời anh chị, kiếm được rất ít, vài tỷ, vài chục tỷ là hết, là quá thành công. Nhưng mà họ vô tình họ mua được miếng đất, họ trúng hàng trăm tỷ, đó là chuyện bình thường. Cho nên là Hiệp không cổ suý cái chuyện mà chúng ta cứ tích trữ đất này nọ cái kiểu, thì cái nào nó cũng có hai mặt. Nhưng mà Hiệp đang chia sẻ ở khía cạnh là vẫn có thể tăng lợi nhuận rất lớn cho các cái nhà đầu tư. Và quan trọng là mình hoạch định ha anh chị. Một cái video ngắn không thể nói hết được tất cả các cái ý anh chị. Nhưng mà cũng hy vọng là truyền tải được những cái giá trị tích cực cho các anh chị mà quan tâm đến việc đầu tư bất động sản. Nhắc lại là nếu một số anh chị mà chưa biết cái phương pháp đầu tư bất động sản với hiệu quả cao, thì đây là một trong những cái phương pháp mà anh chị đáng để ý, đáng quan tâm, và nó có thể giúp được anh chị rất là nhiều. Bây giờ nó chưa có giá trị lớn đâu anh chị, vì mới mua xong nó chưa có nhân 5 nhân 10. Nhưng mà một khoảng thời gian sau á, khoảng thời gian sau khi nó nhân lên rồi, anh chị mới thấy cái giá trị ngày hôm nay, cái giá trị của cái video ngày hôm nay, giá trị cái thời điểm anh chị bỏ ra mười mấy 20 phút để xem cái video này, nó sẽ rất là lớn. Và nếu anh chị thấy video này nó có ý nghĩa thì hãy chia sẻ video này đến những cái người anh em, người thân, bạn bè của anh chị, để họ cũng cần, cũng nhận được cái giá trị giống như anh chị vậy đó. Và nhớ dặn là coi đến cuối video sẽ nhận được cái chiến lược đó, nó đã rất thành công trong quá khứ rồi anh chị nha. Và anh chị nếu mà đang xem mà đây là lần đầu anh chị xem mà chưa đăng ký kênh, thì hãy nhớ cho Hiệp một nút đăng ký và bấm luôn nút chuông bên cạnh để nhận được thông báo sớm nhất của Hiệp mỗi khi có video dành cho anh chị nha. Đến đây cũng khá là dài rồi, Hiệp xin tạm dừng video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye.